Vào chiều ngày hôm qua 27 tháng 7, dàn diễn viên Trường Tương Tư đã có buổi họp báo tuyên truyền về phim và giao lưu với khán giả. Tham gia trong buổi họp báo lần này có đầy đủ các gương mặt thủ vai chính trong phim là Dương Tử, Trương Văn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ và Vương Hoàng Nghị. Nhan sắc của Dương Tử cùng dàn mỹ nam trẻ nhanh chóng nhận được sự chú ý của khán giả và người hâm mộ. Trong buổi họp báo, Dương Tử được khen ngợi với nhan sắc xinh đẹp và rạng rỡ. Người đẹp sinh năm 1992 diện váy trắng tinh khôi nhẹ nhàng cùng phụ kiện đơn giản giúp tôn lên vẻ đẹp ngọt ngào. Bốn chàng trai được mệnh danh là F4 của Trấn Phong Thủy cũng ăn mặc bảnh bao, mỗi người một phong cách riêng. Nếu như trên phim các nhân vật có những phân cảnh gay cấn không đội trời chung với nhau thì tại buổi họp báo, dàn diễn viên lại rất vô tư, vui vẻ và có những giây phút nghịch ngợm trêu đùa. Đặc biệt trong buổi họp báo, Trương Văn Ý cố tình đeo kính râm nhằm trêu chọc Thương Huyền, vai diễn của anh trong phim, mắt quá kém đã không nhận ra muội muội tiểu yêu của mình, còn nhiều lần làm tổn thương và thậm chí cho người đánh gãy chân muội muội. Giây phút dàn diễn viên Trường Tương Tư thoải mái tương tác cùng nhau tạo nên những màn tùng hứng tự nhiên khiến khán giả cũng phấn khởi theo. Nhan sắc của dàn mỹ nam trẻ cũng nhanh chóng nhận được sự chú ý của khán giả và người hâm mộ. Chúng mình là Tóc Sao Hoa, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.